我记得早期我参加这个安利会议的时候，当时的这个主讲嘉宾是我们的创办人 Rich DeVos。 Tôi nhớ vào những năm đầu tiên khi tôi tham gia Amway và có một buổi diễn giảng của Rich DeVos. 整个屋子也是满满的都是安利的领导人。 Ở trong phòng thì chặt những nhà lãnh đạo của Amway. 当然很多人是赞助的。 Thì cũng có rất nhiều người đứng. 所以当时 Rich DeVos 就讲了一句话。 Lúc đó Rich DeVos có nói một câu. 他说，站的人是在做。 Những người đang đứng thì đang được huấn luyện. Sinh viên đang diễn giảng, gia minh. Sinh viên đang lãnh đạo lớn. Đang huấn luyện các bạn sau này sẽ trở thành người diễn giảng và đang huấn luyện các bạn trở thành người lãnh đạo. Chính quý vị. So your training today. Vì vậy ngày hôm nay là ngày huấn luyện của các bạn. OK, 好. 非常高兴又回到越南来。 Rất là vui ngày hôm nay tôi được trở về Việt Nam. 我已经来昆明很多次了。 Tôi đã từng đến thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều lần. 每一次来的感觉都非常好。 Mỗi lần đến thì cảm giác lại hoàn toàn khác nhau và rất là tốt. 我觉得 Hồ Chí Minh 是越南是一个充满活力的一个地方。 Và tôi nghĩ rằng thành phố Hồ Chí Minh là một cái thành phố tràn đầy sức sống. Các bạn không tốt hoạt động. Có rất nhiều bạn. Rất nhiều trẻ em, rất nhiều những công việc, có rất nhiều những thanh niên trẻ và có những người có rất nhiều kinh nghiệm trong công việc. Vì tôi thấy 越南是一个充满希望的一个地方。 Và tôi nghĩ rằng Việt Nam là một đất nước tràn đầy hy vọng. 看到很多的那些建筑 new building 新的建筑一栋一栋的在开。 Và thấy thành phố Hồ Chí Minh phát triển từng ngày những tòa nhà mới mọc lên. 很多新的房子一栋一栋的在建。 Từng ngày mọc lên. 这代表这个城市这个国家是 充满着这一个未来，充满着这个愿景。 Thì là điều đó chứng tỏ là Việt Nam của chúng ta có một cái viễn cảnh rất là to lớn. 我也相信我们今天来的每一位朋友都很想在安利事业里面成功。 Tôi cũng tin rằng tất cả các bạn ngày hôm nay đến đây đều muốn thành công trong sự nghiệp của Amway. 事实上，已经有很多人在安利事业里做得非常成功了。 Trên thực tế thì đã có nhiều bạn thành công rồi. 我知道我们今天有这个表扬，已经表扬了很多很杰出的这些领导人。 Ngày hôm nay tôi biết rằng đã biểu dương những nhà lãnh đạo kiệt xuất. 我相信他们可以做到。 Tôi tin rằng họ có thể làm được. 你们也一定可以做到。 Các bạn cũng có thể làm được. Ngày hôm nay có phải là hội nghị của những nhà phân phối đạt 9% trở lên không ạ? Tôi muốn biết những bạn nào thật sự làm được 9% có thể đứng lên ạ? Đứng lên ạ, à, thật sự làm được 9% có thể đứng lên. 9 and above, can you please stand up? 9% and above. Đạt được 9%, đứng lên ạ. Đây là một sự việc, rất là tự hào, các bạn có thể đứng lên ạ. 给你们一个最热烈的掌声。 Cho các bạn một tràng vỗ tay, nhiệt liệt. 我讲过了，这是很了不起，这是请你们不要客气，应该给自己更大的掌声。 Các bạn biết không, tôi nói rằng đây là một việc đáng tự hào, cho nên chúng ta không nên khách sáo. Hãy đặt một tràng pháo tay đông nhất cho chính bản thân anh.
哎，我发现呐，我还有差不多三分之一的伙伴，可能你们还没有做到百分之九。 tôi phát hiện có 1/3 nhưng một số nhà phân phối chưa đạt được 9%. Thì là đi lại là mà chúng ta có số này hơn chẳng sẽ an ninh trong cái sự đi mẹ duy trì của mình được thành tựu. Nhưng mà chiều nay các bạn đã đến đây, điều đó chứng tỏ các bạn rất muốn thành công trong Mang Quay. Quý vị biết không, tôi làm an ninh trong 32 năm. Các bạn biết không, tôi làm Mang Quay 32 năm rồi. Tôi là tại Malaysia 1978 năm bắt đầu tham gia an ninh sự nghiệp. Và tôi ở Malaysia từ năm 1978 bắt đầu kinh doanh Mang Quay. Tôi tin rằng 1978年的时候，你们很多人可能还不知道在哪里。 Tôi tin rằng vào năm 1978 có rất nhiều bạn ở đây không biết mình đang ở đâu. 你还没有出世，对不对？ Các bạn có thể là chưa ra đời. 所以这是很久很久以前的事情了。 Đây là một cái sự việc là lâu rồi. 越南安利只不过是刚刚这一个成立。 3年，还不到3年。 Amway ở Việt Nam của chúng ta cho đến thời điểm này chưa được 3 năm. 我在1978年做安利的时候， 马来西亚也是刚刚开始，差不多2年多的时间。 Năm 1978 khi tôi mới làm Amway thì Amway ở Malaysia cũng chỉ mới bắt đầu được có 2 năm mà thôi. 马来西亚在1976年的时候就已经有了安利这个事业。 Malaysia Amway có từ năm 1976. 1977年的时候就已经有人跟我介绍安利事业。 Năm 1977 đã có người giới thiệu với tôi về sự nghiệp Amway. 可是我没有加入安利。 Nhưng tôi không tham gia. 因为我不了解安利这个事业。 Vì lúc đó tôi không hiểu được sự nghiệp Amway này. 我是到1978年的时候才加入。 Và đến năm 1978 tôi mới tham gia. 可是当我加入安利之后，我突然间发觉到我很多的朋友、很多的同学都已经曾经做过安利。 Và khi tôi tham gia thì tôi phát hiện ra một điều rằng đã có rất nhiều người bạn tham gia Amway rồi. 而且他跟我讲，安利很难做。 Và họ nói với tôi rằng làm Amway khó lắm. 他跟我讲，他们已经试过了1年、2年，可是放弃了安利这个事业。 Và họ nói với tôi rằng họ đã thất bại rồi và đã bỏ cuộc từ 1-2 năm nay rồi. 我差一点受到他们的影响，放弃安利这个事业。 Các bạn biết không, xém một chút nữa tôi bị ảnh hưởng của họ và từ bỏ cái sự nghiệp này. 幸好我没有放弃。 Nhưng mà may mắn tôi không từ bỏ. 各位，我相信你会同意我的看法，任何一个事业都有人成功，也一定有人失败。 Và tôi tin rằng các bạn đồng ý với quan điểm của tôi, bất kỳ một cái ngành nghề kinh doanh nào cũng có người thành công và cũng có người thất bại. Đúng không? Có đúng không bạn? Thế tôi đang suy nghĩ, tại sao nhiều người làm an ninh thất bại? Và lúc đó tôi nghĩ rằng vì sao có nhiều người làm an ninh thất bại? Tại sao nhiều người làm an ninh thành công? Nhưng mà vì sao cũng có rất nhiều người thành công? Tại sao thất bại? Vì sao thất bại? Tại sao thành công? Vì sao thành công? 我想我们想要成功的人是不是要学成功的方法？ Và tôi tin rằng chúng ta muốn thành công thì chúng ta hãy học cái phương pháp để thành công. 觉得方向很重要。 Tôi tin rằng cái phương hướng rất là quan trọng. 方法也很重要。 Phương pháp cũng vậy. 我想请一个人帮我一下。 这一位，比如说这位拿照相机的。 男士们，我直线的，OK， 后面的，你可以站起来一下。 À, tôi có thể nhờ một anh bạn trẻ đứng ở đối diện trước mặt tôi và cầm cái máy chụp ảnh đứng lên không ạ? À, cho xem chị nào, tùy. Cầm cái máy chụp ảnh có thể đứng lên được không ạ? Trên. Anh chỉ lại xem. Anh đi, đi, nhanh, nhanh. Rồi một bạn nào đó đứng lên. Để giúp tôi ạ. Các bạn có thể thấy anh ấy không? Yeah, yeah, yeah. OK. 好，我们合作一下好吗？ Chúng ta hợp tác một chút có được không? 你觉得距离你跟我最短的方向是什么方向？ Bạn cho tôi biết cái khoảng cách từ bạn đến chỗ tôi, cái khoảng cách ngắn nhất là cái phương nào? 最短的方向，你觉得距离你跟我最短的方向是什么方向？
cái phương hướng mà ngắn nhất. Từ bạn đến tôi, đó là hướng nào à? Ngắn nhất. Từ bạn đến tôi, đó là hướng nào à? Ngắn nhất. Từ bạn đến tôi, đó là hướng nào à? Có phải là cái hướng mà nhanh nhất không à? Không. Không nhất định ha. Sự hấn toàn đó. Tuy là nó rất ngắn. Nhưng mà tôi tin rằng nếu mà bạn từ đó đến đây thì rất là chậm. Vì sao? Chém bên thay tôi là cản chủ đi rồi. Vì sao? Vì ở đằng trước bạn có rất là nhiều người ngăn tôi. Nếu bạn muốn dùng càng nhanh hơn thời gian và tốc độ chạy đến tôi thì bạn không nên dùng phía bên trước cái đường ngắn nhất. Nếu mà bạn muốn đến chỗ tôi nhanh thì bạn không nên đi theo cái hướng đường thẳng như thế này. Các bạn bất cứ cái hoang mang hãy xem nếu mà anh dùng đoạn thời gian chạy đến tôi thì anh nên đi chỗ nào hướng nào. Và các bạn hãy giúp anh ấy xem để anh ấy đến chỗ tôi nhanh nhất thì anh ấy sẽ đi theo hướng nào ạ? Sẽ bao nhiêu? Theo hướng nào ạ? Tùy mà. Đi nên cái chạy đến đây lại mà. Đúng rồi, bạn sẽ đi ra ở giữa. Thế thì mới lên cản trụ nhỉ mà. Và ở đường ở giữa không ai ngăn cản hết. Chẳng hơi bị đang qua đi đi. Và lúc này thì có nhanh hơn không ạ? Thì mà. Có đúng không ạ? Dạ, cảm ơn. Cho anh một tràng pháo tay và cảm ơn anh. Tôi nhớ rằng lúc tôi mới bắt đầu làm Amway thì tôi cũng không biết làm. Tôi cũng không biết làm minh họa sản phẩm và cũng không biết nói về cái chế độ của Amway. Mỗi lần mà chia sẻ với bạn bè của tôi thì tôi đều bị từ chối. Liên tục 2 tháng, số 0. Và tôi đã từng nghĩ qua là không làm nữa. Nhưng khi tôi tham gia một hội nghị lớn của Amway, và người tuyến trên nữa, một nhà lãnh đạo có tên là Dr. Jerry. Và ông ấy là một bác sĩ nhà khoa rất là thành công. Với ông là hội trưởng hội nha khoa của Malaysia. Và lúc đó thì ông ấy làm được emerald. Và khi ông ấy chia sẻ, ông ấy nói rằng ông ấy mất 1 năm thời gian để làm được emerald. 对，你知道吗？ 我当时才26岁。 Các bạn biết không, lúc đó tôi mới 26 tuổi. 我在想，假设我能够跟他一样， 花一年的时间就可以做到翡翠的话。 Và tôi nghĩ rằng nếu mà tôi cũng dùng 1 năm thời gian làm được thành tích như anh ấy là emerald. 我不知道我是否可以做到，可是我很想做到。 Tôi không biết là tôi có thể làm được không, nhưng mà tôi muốn làm được. 更重要的是他分享说，他说他花了一年的时间做到翡翠，然后呢，他就到英国到这一个伦敦去跟他的孩子去度假了，差不多2个月。回来之后，他的生意还继续的成长。 Và điều quan trọng là khi mà đạt được cái danh hiệu Emerald rồi, anh ta đi du lịch ở Anh và ở thành phố London với con của mình. 2 tháng sau trở về thì doanh số lại phát triển hơn. 我当时想，假设我能够跟他一样。 花一年的时间，我做到翡翠，做到翡翠之后，我可以去玩2个月，我的生意还能够继续成长的话，那多好的一件事情啊！ Và lúc đó tôi nghĩ rằng nếu tôi có thể làm được như ông Dr. Jerry, 1 năm đạt được emerald và đi du lịch sau 2 tháng trở về thì cái doanh số nó lại tăng trưởng, thì đó không phải là một việc rất tốt hay sao? Các bạn chào, rất nhiều của mình đã phục vụ, đại khái đều cùng với cái suy nghĩ của mình, mình hy vọng là nhanh, quan trọng là nhanh đủ ổn. Và tôi tin rằng tất cả mọi người ở đây cũng đều muốn chúng ta có một thành tích vừa nhanh vừa ổn định lên và không bao giờ xuống. Có rất nhiều người nhanh chóng đạt 21%, nhưng các bạn nên nhớ, nếu mà đạt 21% thì không bao giờ nên rớt. Và tôi rất là hiếu kỳ ông Dr. Jerry làm như thế nào để có thể làm được. 我想学成功的方法。 Và tôi muốn học cái phương pháp để thành công. 对，你觉得经验重要不重要？ Các bạn ơi, các bạn. 重要吗？ Nghĩ rằng là kinh nghiệm có quan trọng không ạ? 我觉得经验非常的重要。 Tôi nghĩ rằng kinh nghiệm rất là quan trọng. 各位假设说今天我到越南，我到胡志明，假设我想到你家去拜访。 Giả sử ngày hôm nay tôi muốn đến thành phố Hồ Chí Minh và muốn đến nhà bạn để thăm bạn.
Hồ Chí Minh rất lớn. Tôi muốn đi tìm bạn không dễ, bạn. Có đúng không ạ? OK. Tôi thấy là tôi dùng 几种方法可以找到你。Tôi nghĩ rằng là tôi có mấy phương pháp để có thể tìm được bạn. Tôi có thể thuê một cái xe. OK. 然后我再买一份地图。我摸摸给板凳。然后我看着地图，然后开车跑到你的家，可能不可能？và thuê một cái xe và lái xe đến nhà bạn, có được không ạ? 不过我会不会走错路？Nhưng mà tôi có thể đi sai đường không ạ? 很有可能嘛，对不对？Rất có thể. 那如果我走错了怎么办？ Nếu mà tôi đi lạc đường rồi thì thế nào? 我要问人嘛。Thì cũng phải hỏi người khác. 假设万一我问错人怎么办？ Nếu mà tôi hỏi sai người thì làm sao? 我又走错路了。Tôi lại đi sai đường rồi. 所以说我们去找人哦，如果说我们问错人的话，那就一直兜圈子，绕来绕去，可能找了很久，走了很多冤枉路都找不到你的家。Các bạn biết không, nếu mà chúng ta hỏi sai người thì chúng ta sẽ đi lòng vòng rất nhiều và không thể tìm được nhà của bạn. 不过如果我不放弃，我说我一定要到你家去的话，我相信我还是能够找到你家。Nhưng mà các bạn biết không, nếu mà tôi không từ bỏ, tôi nghĩ rằng tôi nhất định sẽ tìm được nhà bạn thì tôi sẽ tìm được. 不过我很有可能浪费了很多的时间。Nhưng mà có thể làm như vậy tôi sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Cho hẳn多 là yên quả. Và đi sai rất là nhiều con đường. Vì tự chỉ khai xe, rồi xem địa đồ cũng là một cách tốt. Vì vậy là lái xe và xem bản đồ đó không phải là một cái phương pháp. Bạn có thể cho tôi biết có một phương pháp nào nhanh để có thể tìm được nhà của bạn. Và các bạn hãy cho tôi biết có một phương pháp nào nhanh để có thể tìm được nhà của bạn. À? Chu Trần Sơn. Đúng. Taxi. Đúng, taxi. 这个计程车，那为什么计程车比较能够快一点找到你的家呢？Nhưng mà vì sao mà taxi lại có thể tìm nhà bạn một cách nhanh chóng? Anh thiên thiên đang khai xe, tại cái đường Hồ Chí Minh, bảo lại bảo chi mà. Tức là hàng ngày anh ta lái xe ở thành phố Hồ Chí Minh lại đi đi lại lại đúng không ạ? Anh ấy kinh nghiệm mà. Anh ấy có kinh nghiệm rồi. Tôi nói với anh, tốt nhất là phương pháp là anh đến đón tôi.Nhưng mà tôi nói với các bạn rằng cái phương pháp tốt nhất là bạn đến đón tôi. Nhưng mà bạn mỗi một ngày đều phải về nhà, bạn rõ ràng về nhà đường nào là đường nhanh nhất, đường ngắn nhất. Bởi vì bạn là người kinh nghiệm nhất, hàng ngày bạn đi từ ở bên ngoài trở về nhà mình và bạn biết con đường nào là con đường tốt nhất. Vì vậy, một câu nói rằng thành công, tốt nhất là phương pháp là theo dõi thành công người. Vì vậy có một câu rất là quan trọng, muốn thành công hãy đi theo bước chân của những người đã thành công. Tôi đang rất muốn thành công, tôi rất muốn thành công. Và lúc đó tôi rất muốn thành công, tôi muốn là một năm tôi có thể đạt được Emerald. Tôi cứ theo dõi của tôi lãnh đạo là Dr. Jerry.Và tôi đi theo ông Dr. Jerry, người lãnh đạo của mình. 他非常好，他帮了我很多的忙。Anh ta rất là tốt và giúp đỡ tôi rất nhiều. 他不断地教导我如何做案例。Và ông ấy không ngừng dạy tôi làm như thế nào để có thể thành công an quay. 我觉得他那套方法真的非常的好。Và cái phương pháp của Dr. Jerry tôi cảm thấy là rất là tốt. 我很快的就做到21%了。Và tôi rất nhanh làm được 21%. 不到四个月的时间。就做了21%。Các bạn biết không, chưa đến 4 tháng đã làm được 21%. Qua là 2 năm tốt thời gian, tôi không chỉ làm được phỉ thúy, tôi làm được quan. Và 2 năm tôi không chỉ đạt được Emerald mà tôi đạt được Diamond. Và các vị, cách của ông ấy thật sự rất là tốt. Không chỉ nhanh mà còn ổn. Vì tôi làm được quan sau đó, đến hôm nay 30 năm rồi, 我的钻石腿没有一条掉下来过的。Và các bạn biết không, cái phương pháp của Dr. Jerry rất là tốt, vừa nhanh vừa ổn định. Khi tôi đạt Diamond là có 6 nhánh và từ khi đạt cho đến bây giờ không có một nhánh nào rớt cả. 已经30年了，đã 30 năm rồi. 还在成长。30 năm rồi và vẫn trưởng thành. Ok, 想不想学这套方法？Các bạn có muốn học cái phương pháp này không ạ? Tôi 做了32年，我跟很多我的
đạo lần lý được phân chẳng về họ phỏng vọng. Tôi đã làm 32 năm và chia sẻ cái phương pháp này cho rất nhiều người lãnh đạo. Và tại Malaysia, tại Thái, tại Kim Lý, tại Philippines, tại Trung Quốc, tại Thái Văn, có hơn đua lần dùng trên họ phỏng vọng, đã tạo được tham lần trên cái mục tiêu. Rất nhiều nhà lãnh đạo ở tất cả các quốc gia Malaysia, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc dùng cái phương pháp này và đã đạt được cái mục tiêu của mình. Quang sư cho đạo toàn sư đều như hào kỳ bài phụ lực. Và làm được kim cương thì đã có mấy trăm người. Ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ cái phương pháp này cho tất cả mọi người. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cái phương pháp này cho tất cả mọi người. Có rất nhiều người ngộ nhận về cái sự nghiệp của Amway. Tôi lần trước rồi Andy chưa hình nỗ lực, hình chi chi để chi tour sao số của tôi chứ. Có rất nhiều người tham gia Amway nỗ lực đi chia sẻ sản phẩm và bảo trợ. Đương nhiên, nếu tại Andy sẽ thành công, sao số của tôi chứ, nhất định phải làm. Nhưng mà để thành công trong Amway thì cái việc mà bảo trợ và chia sẻ sản phẩm thì là việc nhất định chúng ta phải làm. Là sự quan trọng nhất công việc. Nhưng mà cái công việc quan trọng nhất. Sự không đại biểu cho, bạn tư vấn được rất tốt, giao số được rất tốt, chưa nhất định là đúng tại hàng đi sư liên thành công. Nhưng không phải là bạn chia sẻ sản phẩm tốt và bạn bảo trợ tốt thì bạn có thể thành công trong Amway. Thực sự, tôi không thấy là giao số tư vấn là rất khó. Và tôi cảm thấy là chia sẻ sản phẩm và bảo trợ không phải là công việc khó. Thực sự, bạn có rất nhiều, vừa mới dậy thì đã làm được 9%. Rất nhiều bạn lúc đấy đứng lên là đã đạt được 9% trở lên. Chứng tỏ là bạn giao số tốt, thuy chiên cũng tốt. Và điều đó chứng tỏ là các bạn chia sẻ sản phẩm cũng tốt và bảo trợ cũng tốt. Nhưng tôi có thể nói với bạn, bạn có thể thuy chiên 100 người, bạn có thể thuy chiên 1000 người, cũng không phải đại biểu bạn có thể trở thành giám đốc. Và các bạn biết không, nếu mà các bạn có thể là bảo trợ 100 người, chưa chắc các bạn đã đạt được diamond. Thì dù là rất biết bán đồ, rất biết giao số, bạn mỗi một tháng có thể giao số vài trăm đô la Mỹ cũng tốt, cũng không đại biểu bạn có thể trở thành giám đốc. Có thể là bạn bán hàng rất giỏi, hàng tháng là bán được coi như là rất là nhiều sản phẩm, nhưng mà điều đó cũng không chứng tỏ bạn đạt được kim cương. Thực sự, các vị, bạn nhất định phải nhớ rằng, an lý sự nghiệp bên bạn, bạn muốn thành công chỉ có một phương pháp. Và các bạn biết không, trong sự nghiệp của Amway, bạn muốn thành công chỉ có một phương pháp duy nhất. Chính là giúp người khác thành công. Đó là giúp người khác thành công. Bạn muốn trở thành giám đốc, chỉ cần giúp 6 vị bạn làm được Direct Distributor, làm được DD, bạn chính là một giám đốc. Bạn muốn làm được Diamond, bạn phải giúp 6 người đạt được Platinum. Vì vậy, một câu nói là như thế này, bạn giúp nhiều người thành công, bạn thành công càng cao. Có một câu nói rằng bạn giúp được nhiều người thành công thì thành tích của bạn càng cao. Bạn giúp 6 người. Bạn giúp 6 người. Bạn chính là một giám đốc. Bạn kim cương. Bạn giúp 12 người, bạn chính là một giám đốc. Bạn giúp 12 người. Bạn giúp 20 người, bạn chính là hoàng quan đại sứ. Bạn được double diamond và giúp 20 người thì đạt được hoàng quan đại sứ. Speak Vietnamese. Really? Okay, very good. Vì vì tôi có một người ngoại quốc, tôi sợ anh nghe không hiểu. Vietnamese. Ông Phu đang hỏi một người nước ngoài có hiểu tiếng Việt Nam không? Và anh ấy nói là có hiểu một chút ít. Get more. Okay, very good. How? Vậy, chúng ta phải nhớ được cái đạo lý, tức là bạn phải ở ABC bên trong thành công, tức là giúp đỡ người khác thành công. Và các bạn muốn thành công cho Amway, hãy nhớ giúp đỡ người khác thành công. Nhưng mà rất là nhiều người không hiểu được cái đạo lý. Nhưng mà rất là nhiều người không hiểu được điều này. Họ lại cứ thuy chiên. Và cứ bảo trợ. Họ rất hưng phấn nói, tôi thuy chiên được 10 người, tôi thuy chiên được 20 người. Và rất là vui vẻ nói rằng tôi bảo trợ được 10 người, 20 người. Vấn đề tại đây, bạn thuy chiên nếu không có một người làm ABC, không có một thành công, không có ý nghĩa. Cái vấn đề là ở chỗ này, nếu mà bạn bảo trợ họ không thành công, họ không làm thì có ý nghĩa gì? Không phải là bạn thuy chiên nhiều người thì bạn sẽ thành công. Các bạn phải hiểu đó rằng không phải là chúng ta bảo trợ nhiều là chúng ta thành công.
Bạn giới thiệu người khác và người đó không làm hoặc là trong Amway họ không có một cái thành tích gì cả thì bạn cũng không có gì cả. 不要那么天真，你会说你推荐到人，他就一定会做安利。 Và bạn đừng có nghĩ rằng bạn giúp một người này là người. 他为什么一定要做安利？ Và khi bạn bảo trợ họ thì bạn phải biết rằng vì sao mà họ làm Amway. 不要有那种想法说，哦，我推荐了六个，我在家里面等，他就会上二十一号，我就上钻石。 Các bạn biết không, đừng có nghĩ rằng à, tôi đã giới thiệu được 6 người và tôi ở nhà đợi họ làm và chúng ta lên Kim Cương. Và tôi tin rằng tất cả mọi người đây rất là thông minh. Bạn có làm việc thay người khác được không ạ? Và tôi cũng vậy, nếu mà các bạn khi tôi làm việc cho các bạn không có trả thưởng cho tôi cái gì thì tôi sẽ không. Vì vậy các bạn phải hiểu cái điều này, nếu mà bạn hiểu được thì bạn sẽ làm được với Amway. Bảo trợ người khác không khó. Khi mình bảo trợ một người làm như thế nào để giúp họ làm Amway, giúp họ hiểu Amway, đó là một thử thách. 各位你想想看，假设你推荐，如果有六个真正做起来的话，你就是钻石啊。 Các bạn nghĩ xem, nếu mà chúng ta thực sự giới thiệu được 6 người làm Amway thì bạn sẽ thành công. 可是如果你推荐了600个人，没有人做起来的话，还是等于零。 Vì vậy là nếu mà các bạn nghĩ xem, nếu chúng ta giới thiệu 600 người và 600 người này không ai làm thành công hết thì chúng ta vẫn không được gì. 当然不可能每一个我们推荐的人都会去做安利的。 Đương nhiên là mỗi người chúng ta bảo trợ không phải là ai cũng có thể làm mang quay. 不过我始终相信，假设你真正肯照着正确的方法去经营安利这个事业的话，你每推荐4个到5个，一定会有一个真正是要做安利的。 Và tôi tin rằng nếu mà các bạn có một cái phương pháp đúng đắn để làm mang quay thì ít nhất là bạn giới thiệu 4-5 người thì cũng có một người là làm thực sự. 如果你推荐了20个新人，没有一个来开会，没有一个人要做安利，你就必须要检讨一下你的方法有没有问题。 Và khi chúng ta giới thiệu được 20 người nhưng mà không có ai đi đến hội nghị, không có ai tham gia bắt tay vào làm, thì chúng ta phải kiểm điểm lại xem cái phương pháp của chúng ta làm có vấn đề gì không. 各位，刚才我已经举了一个例子了，我们希望用最快的时间、最短的方法追求成功。 Lúc đấy tôi cũng đã lấy một cái ví dụ để giúp chúng ta có thể là làm nhanh, đúng không ạ? 我不要你做了2年、3年之后你就后悔了，哎呀，我做了3年，我推荐了那么多人，结果方法错了，我浪费了3年的时间，我觉得很可惜的。 À, tôi không muốn các bạn là làm Amway 2-3 năm rồi, giới thiệu 2 rồi và sau đó nói là à, bây giờ tôi tiếc quá vì đã tham gia Amway vì làm sai phương pháp. 希望3年之后你们都每一个都做到20%，甚至做到翡翠，甚至 Tôi hy vọng rằng tôi sẽ giúp được các bạn trong vòng 3 năm có thể làm được 21% hoặc cao hơn, có thể là Platinum, Emerald hoặc là Diamond. Vậy, tôi thấy là thử thách lớn nhất không phải là bảo trợ một người. Và cái thử thách lớn nhất theo tôi đó không phải là bảo trợ một người. Ok. 而是推荐了他之后，我觉得最大的挑战是如何跟进他，如何影响他，如何启发他，如何让他想要做安利。我觉得这才是真正最重要的一件事情，对不对？ 对，所以你想嘛，第一个挑战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 ，第一个挑
Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp những người mới tham gia và nói rằng sản phẩm thì là khó bán và giới thiệu thì cũng khó luôn. Rất là nhiều vấn đề, có đúng không ạ? 告诉你哦，我们很多的案例领导人。Tôi nói với các bạn, chúng ta có rất nhiều nhà lãnh đạo của Amway. 你们刚才那些站起来的都是9%的领导人。 À, những nhà phân phối đạt được 9% đứng dậy hồi nãy đó là những nhà lãnh đạo. 我想我们花很多时间去邀约我们的下线来开会。
Tôi nghĩ rằng là chúng ta đã mất nhiều thời gian để hẹn tín hữu của mình đến hội nghị. 我们花很多时间要去鼓励我们的下线。 Và tốn rất nhiều thời gian để cổ vũ tuyến dưới của chúng ta. 可是你有没有发现到有很多人你推荐了他之后，你每天打电话给他都没有用。 Và các bạn có phát hiện ra một điều là chúng ta giới thiệu một người mà hàng ngày chúng ta đều gọi điện thoại nhưng mà vẫn không có điều gì thay đổi. 然后我们推荐了很多新人。 结果他们不会卖产品，也不会推荐的。 Điều rất là nhiều người nhưng mà họ không biết bán sản phẩm, cũng không biết bảo trợ. 你问他为什么，他说我推荐不到人，我没办法销售安利的产品。 Và khi các bạn hỏi vì sao thì họ nói là tôi bán không được, tôi bảo trợ không được. 你问他为什么，他说很难。 Và các bạn hỏi là vì sao thì họ bảo là khó lắm. 做不到。 Làm không được. 那你在想为什么？ Why? Thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ vì sao? 各位。 今天假设我们推荐到的人 OK 每一个都很积极，每一个都很会销售，每一个都会推荐，不是很好吗？ Các bạn biết không, ngày hôm nay chúng ta bảo trợ được một người nào đó mà họ biết bảo trợ, biết bán hàng thì có tốt không ạ? 可是偏偏我们推荐的人不是像我们刚才所期待的很会销售，很会推荐。 Thì hàng ngày chúng ta bảo trợ người khác, chúng ta cũng hy vọng họ làm được điều này, nhưng mà đâu có phải ai cũng biết bảo trợ và ai cũng biết bán hàng, đúng không ạ? Thì làm sao bây giờ ạ? Có vấn đề gì xảy ra ở đây? Tôi nói với các bạn, đó là chúng ta đã làm sai. Cũng giống như tôi khi mới bắt đầu làm mang quay đi sai rất nhiều đường. Vì chúng ta đi 推荐到了，我们就希望能够这一个他马上可以销售，马上可以推荐。 Khi chúng ta bảo trợ được một người, chúng ta hy vọng là họ có thể bán hàng, họ cũng có thể bảo trợ. Và các bạn nghĩ xem, họ bản thân họ không có cái niềm tin và cũng không có kinh nghiệm thì làm thế nào có thể bán hàng và làm thế nào có thể bảo trợ. Tôi nói với các bạn, không phải là vì họ không muốn làm Amway. Mỗi người tham gia Amway, tôi nghĩ rằng họ rất là muốn làm. Nhưng mà chỉ vì họ gặp cái khó khăn. Vì sao có cái điều này xảy ra là vì khi mà họ tham gia, họ đi chia sẻ sản phẩm, chia sẻ cơ hội cho bạn của mình thì bị từ chối, bị tạt nước lạnh và có cảm giác sợ hãi. Các bạn có gặp khó khăn không ạ? Có không ạ? Nhưng mà các bạn không từ bỏ Amway. Vì sao mà các bạn không từ bỏ mà những cái người bạn của mình họ lại từ bỏ? Tôi nói với các bạn rất là đơn giản cái đạo lý của nó. Các bạn biết không, cái bước thứ nhất khi mà bạn bảo trợ một người nào đó, bạn phải làm như thế nào để hướng dẫn họ, ảnh hưởng họ, tin tưởng vào cái sự nghiệp làm ngoài này. 我们很多人就很想要去说服另外一个人。 Chúng ta có rất là nhiều người muốn ảnh hưởng người khác. 我告诉你，要说服一个人是不容易的。 Các bạn biết không, để ảnh hưởng được một người khác không đơn giản. 尤其是年轻的要说服年纪比较大的。 Đặc biệt là những người trẻ mà thuyết phục người lớn tuổi. 你的要说服男的。 Con gái thuyết phục con trai. 收入比较低的要说服收入比较高的。 Và là cái thu nhập thấp thuyết phục cái thu nhập cao. 成绩成就比较低的要说服成就比较高的。 Cái thành tích của chúng ta thấp thuyết phục được người thành tích cao. 不容易，对不对？ Không đơn giản, đúng không ạ? 各位，不要去说服人。 Các bạn ơi, đừng nên đi thuyết phục người khác. 说服人是最难。 Thì thuyết phục người khác là cái việc khó nhất.
Các bạn nên nhớ một điều, con người ta không thích bị thuyết phục. Tôi cũng không thích bị người khác thuyết phục mình. 我跟你讲哦，其实我在1977年的时候，我的好朋友就已经介绍我做安利了。 Các bạn biết không, năm 1979, bạn của tôi đã giới thiệu tôi về cái cơ hội Amway này. 当时最厉害的一个人是陈光典，我的好朋友。 Lúc đó là một người bạn rất là kỳ cựu tên là Trần Quang Điền. 可是他跟我讲了安利。 Nhưng mà anh ấy nói với tôi về Amway. 我还是没有被说服。 Nhưng mà tôi vẫn không bị thuyết phục. 所以我拒绝了他。 Và tôi từ chối anh ấy. 难道陈光田他没有能力说服我吗？ Các bạn ơi, cái anh Trần Quang Điền đấy rất là giỏi, chẳng lẽ anh không có cái sức thuyết phục tôi hay sao? 告诉你，不是他没有能力说服我。 Tôi nói với các bạn, không phải là anh ấy không có khả năng thuyết phục tôi. 他当时没有办法说服我，是因为连他自己都不相信，他怎么可能说服我呢？ Lúc đó anh ấy không thể thuyết phục tôi là bởi vì chính bản thân anh ấy không thể thuyết phục bản thân mình. 跟你讲，1977年陈光典加入安利的时候，他并没有真正把安利当一回事。 Và khi năm 1977 Trần Quang Điền tham gia Amway trước, thì anh ấy không coi Amway là một cái sự nghiệp để mình làm. 其实陈光典是很厉害的一个人来的。 Nhưng mà anh ấy là một người rất là tài giỏi. 他是很会说服人的一个人来的。 Và là một người có sức thuyết phục người khác. 1978年我加入安利之后，我推荐了他进来。 Và khi mà Trần Quang Điền làm một thời gian thì bỏ Amway. Nhưng mà năm 1978 tôi tham gia Amway và tôi thuyết phục anh ấy quay lại. Anh ấy là một trong những cái nhánh mà tài nhất trong cái hệ thống của tôi. 他的发展可以告诉你现在在他的这个团队里面钻石我不知道几百个。 Các bạn biết không, trong cái mạng lưới của anh ấy cho đến bây giờ kim cương không biết là mấy trăm rồi. 我看光是皇冠大师就八. Riêng mà đại sứ Vương Miện là 80. 那你说他会不会影响一个人? Thì các bạn nghĩ xem, anh ấy là người có thể ảnh hưởng được người khác không? 1977年, 陈光典不是没有影响力, 是因为他自己都不大相信他。 Năm 1977 không phải là anh ấy không có sức ảnh hưởng, nhưng mà bởi vì bản thân anh ấy không có cái sự thuyết phục đối với chính bản thân mình. 今天假设你说服不了别人，我觉得可能真正的是你还没说服你自己。 Các bạn biết không, tôi nghĩ rằng ngày hôm nay bạn không thể thuyết phục người khác, nguyên nhân chính là bạn chưa thuyết phục được chính bản thân mình. 我觉得我们很容易受别人的影响。 Chúng ta rất dễ bị người khác ảnh hưởng. 为什么那么多人做安利，很快就把安利给放弃掉？ Vì sao có rất nhiều người làm Amway và rất là nhanh chóng từ bỏ? Bởi vì bản thân họ không có cái niềm tin. 今天听我讲完之后, wow, Andy 很好, 我相信的. Ngày hôm nay nghe tôi nói, oh, Amway tốt cả, tôi tin tưởng. 明天你碰到你的邻居跟你讲 Andy 不好, 那个时候你到底相信你的邻居好还是相信我好? Và ngày mai thì bạn nghe hàng xóm nói là Amway là không tốt, thì lúc đây bạn tin hàng xóm của mình hay là tin tôi ạ? 不要相信我. Đừng có tin tưởng tôi. 也不要相信你的邻居. Cũng đừng tin tưởng hàng xóm. 不要被别人拉做壁纸走好不好? Có muốn là người ta che mắt mình mà dẫn mình đi không ạ? 与其相信别人，不如相信我们自己. Các bạn biết không, tin tưởng người khác không bằng tin tưởng chính mình. 所以各位伙伴, 用你们的智慧, 用你们的常识去判断. Các bạn ơi, hãy dùng trí tuệ của mình và kiến thức của mình để phán đoán. Anh đi được sản phẩm好不好? Sản phẩm của Amway tốt hay không tốt? Công司好不好? Công ty có tốt không? 有没有发展的前景? Có cái tương lai phát triển không? 我觉得今天假设你能够说服你自己，你就有能力去说服所有其他的人。 Tôi nghĩ rằng nếu ngày hôm nay bạn có cái khả năng thuyết phục chính bản thân mình thì bạn sẽ thuyết phục được người khác. 所以你一定要相信全世界最难说服的是你自己，不是你的朋友。 Các bạn ơi, các bạn hãy tin rằng trên toàn thế giới thuyết phục khó nhất chính là bản thân mình, chứ không phải là bạn của mình. 我是很难被说服的人。 Tôi là người rất khó bị thuyết phục. 可是 Dr. Jerry 他能够说服我。 Nhưng mà Dr. Jerry có thể thuyết phục tôi. 为什么 Dr. Jerry 能够说服我呢? Nhưng mà vì sao Dr. Jerry có thể thuyết phục tôi? 因为 Dr. Jerry 他说服了他自己。 Bởi vì Dr. Jerry thuyết phục được chính bản thân ông ta.
花很多时间去了解安利这个事业. Ông ấy dùng nhiều thời gian để đi tìm hiểu về sự nghiệp của Amway. 各位朋友，各位伙伴，你花多少时间来了解安利呢？ Các bạn ơi, ở đây chúng ta dùng bao nhiêu đi thời gian để tìm hiểu về sự nghiệp của Amway? Dr. Jerry 写信到英国去. Dr. Jerry viết thư đến Anh Quốc. 还跑到美国领事馆去调资料来调查安利. Còn đến đại sứ của Mỹ để tìm hiểu về Amway. 所以当他发觉到安利是那么成功的一家企业，甚至一个零负债的公司的时候，他真的相信了安利这个事业。 Và sau một thời gian tìm hiểu thì anh ấy tin tưởng rằng Amway là một cái công ty lớn, một công ty vĩ đại và tin tưởng. Vì vậy sức ảnh hưởng của anh ấy lớn và và bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng rất tốn nhiều thời gian để đi tìm hiểu về cái sự nghiệp này. Và tôi dùng tâm huyết của mình để nghiên cứu cái sản phẩm. Nếu mà tôi không có niềm tin thì tôi tuyệt đối không chia sẻ sản phẩm. Chúng ta có rất nhiều sản phẩm, không phải là sản phẩm nào bạn cũng tin. Nếu bạn không tin LOC thì bạn đừng bán LOC. Bạn không tin vitamin C thì bạn không chia sẻ. Không thể bạn thành công mà bạn không tin cái sản phẩm này. Chẳng lẽ trong nhiều sản phẩm như vậy mà không có cái sản phẩm nào bạn tin tưởng? 如果曾经有几种产品你真的你用了你很感动你非常有信心的话，我可以跟你保证，你一定能够卖得很好的。Và tôi tin rằng trong nhiều loại sản phẩm như vậy, có một số sản phẩm bạn dùng, bạn tin tưởng và bạn tâm đắc thì nhất định bạn sẽ bán được cái sản phẩm này. 我们不是要所有的产品都卖的，各位。 Chúng ta không nên mong muốn là chúng ta bán được tất cả các loại sản phẩm. 卖几种你真正有信心的，就可以让你成为21%了的。 Chúng ta chia sẻ những cái sản phẩm chúng ta tâm đắc 5-7 loại là chúng ta có thể đạt được 21% rồi. 我们在台湾开始做安利的时候，有一阵子，我告诉你，我们只有8种产品，而且7种缺货，只剩下一种LOC，我们都能够做到21%，一种产品而已，我们都可以做到21%。 Các bạn biết không, ở Đài Loan khi Amway mới bắt đầu chỉ có 8 loại sản phẩm, mà trong đó là có 7 loại bị thiếu hàng, chỉ có 1 LOC thôi, mà 1 LOC này cũng giúp chúng tôi đạt được 21%. Vậy在越南有那么多种产品，我相信只要你真的用心去研究它，对一些产品真正的有信心之后，你也一定能够做到21%的。 Các bạn ơi, ở Việt Nam chúng ta rất nhiều sản phẩm và tôi tin rằng nếu mà các bạn dùng một sản phẩm nào đó và tin tưởng nó thì các bạn cũng có thể chia sẻ và đạt được 21%. Và cái bước thứ nhất rất là quan trọng đó là xây dựng niềm tin. 先帮你自己建立信心，然后再帮你所推荐的伙伴建立信心。 Xây dựng niềm tin cho chính mình và giúp những cái người bạn của mình bảo trợ xây dựng niềm tin. 这是成功的第一个步骤。 Đó là cái bước thứ nhất của thành công. 第二个步骤是请问。 Bước thứ hai là 你有没有问过你自己一个问题？ Tôi hỏi các bạn rằng các bạn đã bao giờ hỏi chính bản thân mình? 成功是要付出代价的。 Thành công thì nó phải được trả giá. Okay. 没有免费的. Không có miễn phí mà thành công. There is no free ride. Okay. You eat no such thing as a free lunch. 没有免费的午餐的. 任何事情值得做的都要付出代价. Tức là tất cả mọi việc đều có cái giá trị của nó nếu chúng ta muốn đạt được. 问题是在这里. Vấn đề ở đây. 安利值不值得你做? Amway có đáng để các bạn làm hay không? 这是很重要的一个问题. 你所推荐的这个朋友，你如何让他觉得安利是值得他做的呢？ Cho nên là khi chúng ta bảo trợ một người bạn, làm sao để mà dẫn dắt người bạn này hiểu rằng Amway là một cái sự nghiệp đáng để làm? 其实我觉得安利没有那么难做哎。 Tôi cảm tưởng rằng là Amway không khó làm. 我们有很多人每天这边做那里做，这边跑那里跑，很辛苦做安利，可是没有什么业绩耶。 Các bạn biết không, có những nhiều người làm Amway rất là cực khổ, chạy đông chạy tây, đi tới đi lui nhưng mà không có thành tích. Các bạn biết không, có những người làm Amway rất là cực khổ, chạy đông chạy tây, đi tới đi lui nhưng mà không có thành tích.
các bạn ơi, ngày hôm nay mình bảo trợ một người và người đó cảm thấy rằng là Amway không có giá trị thì họ có làm không? Họ có làm không? Đi bế thêm tả đây không ạ? Chào thằng lái khai huy, thằng huy lái khai huy mà. Hàng ngày bạn gọi điện thoại kêu họ đi họp, họ có đến không? Không huy đơ. Vì chúng ta rất nhiều người thật sự lãng phí rất nhiều thời gian để gần kim giao diện, nhưng mà không biết làm sao gần kim giao diện. Có nhiều người bỏ rất nhiều thời gian để tiếp xúc với tuyến dưới nhưng mà không biết làm như thế nào để tiếp xúc. Tôi nói cho bạn, thực sự tốt nhất là cái phương pháp tốt nhất đó là cái bạn của mình tiếp xúc mình chứ không phải là mình tiếp cận họ. Ê, thực sự, suy thành công là sự nai xiên tự động tự phát. Để thành công thì chúng nó là tự động tự phát. Tôi gia nhập Andy, khi tôi quyết định làm Andy, tôi nói với bạn, tôi giới thiệu người, tôi đã sang số Didi, không bao giờ gọi điện thoại cho tôi. Các bạn biết không, khi tôi tham gia Amway, người tuyến trên của tôi hoặc là tuyến trên Platinum chưa một lần gọi điện thoại cho tôi. Đi tới Amway có bao giờ gọi điện thoại cho các bạn? Tuyến trên có hay gọi điện thoại cho các bạn không ạ? Em nên cảm ơn bạn đã sáng sẻ. Và ngày hôm nay hãy cảm ơn tuyến trên của mình. Cảm ơn, cảm ơn. Người giới thiệu tôi chưa bao giờ gọi điện thoại cho tôi. Khi họ giới thiệu tôi xong là quên. Tự chính bản thân tôi muốn. Tôi muốn cho nên là tôi gọi điện thoại cho họ. Cái người bảo trợ tôi khó tìm lắm. Tìm lâu lắm mới tìm được. Lúc đó tôi thấy rất là nhiều nhà phân phối Amway đi hội nghị. Tôi không có cái nơi nào để họp hội. Các bạn rất là may mắn có rất nhiều nơi để hội họp. Tôi rất hâm mộ những người mà có cái nơi để hội họp, còn tôi ngày đó không có. Và lúc đó tôi gọi cho tuyến trên của tôi. Tuyến trên ơi, có thể đi họp hội ở chỗ nào? Họ nói là tôi không có hội để họp. Và nhưng mà cũng may là ông ấy nói là không có sao để tôi hỏi tiến trình nữa xem. Và ông ấy liên lạc được với Dr. Jerry. Đó, vì vậy mà sau này tôi mới có cái cơ hội tham gia cái hội nghị của Dr. Jerry. Các bạn biết không, rất là kỳ cục, những người mà làm muốn làm mang ngoài thì là tự do bản thân. Cho nên là cái bước thứ nhất là để cho họ tin tưởng, bước thứ hai là làm sao để cho họ hiểu được rằng sự nghiệp của Amway đáng để làm. Có rất nhiều người thường xuyên nói là tôi không có thời gian. Ai cũng bận rộn hết. Bạn có 2-4 tiếng đồng hồ, tôi cũng vậy. Mỗi người đều một ngày làm rất nhiều việc từ 24 tiếng đồng hồ. Làm sao mà tôi lại dành cái thời gian ra để làm Amway? Cho nên là chúng ta hãy hỏi tuyến dưới của mình rằng vì sao họ dành thời gian để làm Amway, vì nó có giá trị. Và cái việc tôi nghĩ rằng quan trọng nhất, làm thế nào để cho những người bạn, bạn mới bảo trợ hiểu được rằng cái sự nghiệp của Amway này đáng để bỏ thời gian ra để làm. Cho nên một việc rất là quan trọng, bạn hãy hỏi chính bản thân mình vì sao mà mình làm Amway. Cái mục đích mình làm Amway là gì?
Có rất nhiều người nói là vì tôi thích Amway cho nên là tôi làm Amway. Tôi chỉ thử xem thôi cho nên là tôi làm. Nếu mà như vậy thì bạn rất khó ảnh hưởng những người bạn mới. Vì rốt cuộc bạn cũng không hiểu rằng Amway tốt ở chỗ nào. Không biết được là mục đích của Amway là gì. Mỗi người theo đuổi một cái mục đích hoàn toàn khác nhau. So ask yourself this question, what is in it for you? 这个事业到底有些什么东西你想要的你可以得到的? Cái sự nghiệp này có cái điều gì mình muốn có mà mình có thể đạt được? 如果你要的东西安利不能够给你，你干嘛要做安利？你告诉我了。 Cái điều mà bạn cần Amway không đem đến cho bạn thì bạn làm để làm gì? Bạn nói cho tôi nghe thử. Everybody wants something, 每个人一定要一些东西的哦。 Mỗi người đều theo đuổi một cái nhu cầu nào đó. 可是你要的跟你下线要的不一样哦。 Bạn cần tuyến dưới của bạn cần khác nhau. 所以我觉得非常重要的，我们要去思考这个每个人要的东西不一样。 Cái điều chúng ta suy nghĩ là. 可是我觉得更重要的是先找出你要的东西。 Mỗi nhu cầu của con người đều khác nhau nhưng mà điều quan trọng hãy tìm xem bạn cần cái gì. What is your purpose of doing Amway? 你的做安利的目的是什么? Cái mục đích của bạn làm Amway là gì? 有些人可能像我的 apply Dr. Jerry, 他是为了保障 security. Có rất nhiều người giống như Dr. Jerry của tôi thì ông ấy muốn tìm kiếm sự bảo đảm. Okay. 因为他是个牙科医师，如果他没有体力跟人家看病的时候，他就没有收入了。 Ông ấy là bác sĩ nha khoa đúng không ạ? Một ngày nào đó không còn sức khám bệnh cho người ta nữa thì không có thu nhập. Vậy rất nhiều chuyên nghiệp nhân sự, như y sĩ, như những người nha khoa, nói rằng họ làm an ninh có thể chỉ là vì bảo đảm, vì gia đình. Cho nên có nhiều người có cái thành tựu cao, thu nhập cao như bác sĩ này kia, họ làm Amway đó chính là về sự bảo đảm. Rất nhiều mẹ làm an ninh vì con cái. Rất nhiều người mẹ làm Amway vì con cái của mình. 给孩子好的教育, cho con mình có cái sự giáo dục tiến bộ, 要给孩子好的前途, cho con mình có một cái tương lai ngời sáng, 要给家庭保障, sự bảo đảm cho gia đình. 可是我当时 26岁, 我单身, nhưng mà khi mà tôi 26 tuổi thì tôi độc thân, 我需要保障吗? Tôi có cần sự bảo đảm không ạ? 赚钱留给孩子, 我又没有孩子, kiếm tiền cho con, lúc đó tôi cũng chưa có con. 你明白吗？所以年轻人，我二十六岁的时候，我的想法是不一样，我追求的东西是不一样的。 Các bạn ơi, lúc đó tôi còn trẻ, cái điều mà tôi đeo đuổi cũng hoàn toàn khác. 你知道我那时候为什么那么努力做安利吗？ Các bạn có biết lúc đó vì sao mà tôi nỗ lực làm Amway không? 哎，我很勤劳的哦。 Tôi rất là chăm chỉ. 因为我想快点成功啊。 Vì tôi muốn thành công nhanh. 我每天都在做安利的哦。 Mỗi ngày tôi đều làm Amway. 哎，没有人逼我做安利，你知道吗？ Và không có ai tin tôi có thể làm Amway. Tôi đã từng nói với các bạn rồi, tuyến trên của tôi chưa bao giờ gọi điện thoại cho tôi. Và cái đó là do tôi tự động tự phát. Các bạn ơi, làm Amway đó chính là sự lựa chọn. 各位，我觉得这是做安利第二难的一件事情，就是如何让一个人想要做安利。 Cái việc thứ hai mà tôi nghĩ rằng khó nhất, làm như thế nào để người khác muốn làm Amway. 各位，我们的 sponsor 不是我们的老板。 Người bảo trợ chúng ta không phải là ông chủ của chúng ta. We have got no boss and no supervisor above us. 我们上面没有老板，没有这个主管来管我们。 Ở bên trên không có ông chủ và không có người quản chúng ta đâu. 对吗? Có đúng không ạ? 你的下线，你推荐的新人是你的downline，可是他不是你的。 不严，他不是你的属下，你不能够强迫他做任何事情。哎， cái người tuyến dưới do bạn giới thiệu thì họ không phải là thuộc hạ của bạn, bạn không có thể ép buộc họ làm bất cứ điều gì. 如果你能够让他自动自发，不是很好吗？ Nếu bạn có thể để họ tự động tự phát thì có phải tốt hơn không? 如果你能够让他很想要做安利，不是很好吗？ Để họ muốn làm Amway thì có phải tốt hơn không? 如果让他你不用打电话，他都会打电话找你，不是很好吗？
làm sao mà để họ tự động gọi điện cho mình có phải tốt hơn không? Vậy cô ấy có cái điều thiên ý sẽ thua dung để xin lũ hớ rằng hả tạo cao tụ chi lũ hớ rằng hả chế đợi an đi sẽ chỉ được chút được cô chế đợi cho thật sự chân chân trung yào nữa. Và cái việc quan trọng tôi cảm nhận rằng làm như thế nào để tự bản thân họ tìm thấy cái động cơ, tìm được cái giá trị của anh quay và làm. Thì sự, tôi chế đợi bằng sự, tôi hẳn nhiên chí, tôi 20几岁. Lúc đó thì tôi làm Amway mới có 20 mấy tuổi. Chỉ sự tôi yêu là rất đơn giản, tôi yêu chỉ sự một cơ hội. Và lúc đó cái tôi cần rất là đơn giản, là một cơ hội. Vì tôi không có gì. Cái gì tôi cũng không có hết. Tôi không có gì Tôi không có cái bối cảnh tốt. Tôi cũng không có tiền. Cũng không có nhiều tiền. Không có kinh nghiệm. Cũng không kinh nghiệm. Thế tôi yêu là chỉ sự một cơ hội. Và cái điều tôi cần đó là cơ hội. Tôi mạnh mẽ là thành công, tôi muốn kiếm được nhiều tiền. Tôi rất muốn thành công và tôi muốn kiếm nhiều tiền. 我真的很想要赚很多钱. Rất muốn kiếm được nhiều tiền. 因为我想买车. Tôi muốn mua xe. 我想买房子. Muốn mua nhà. 只有一个方法就是我要赚钱. 没有钱, 什么都没有, 什么这个车房子, 都不可能实现. Đó, chỉ có một cách phải kiếm nhiều tiền thì mới có tất cả. Không có tiền thì không có gì. 我每天要等 bus 车去上班. Mỗi ngày tôi đều đợi xe buýt để đi làm. 我发现了你们很多人要骑摩托车去上班. Và ở đây rất nhiều người đi xe máy để đi làm. 吉隆坡跟胡志明一样很热. Malaysia hoặc là Hồ Chí Minh cũng giống nhau rất là nóng. 每天要浪费很多时间坐公车, 坐巴士车. Mỗi ngày lãng phí rất nhiều thời gian để đưa xe buýt. 然后每一天当我在巴士车里面的时候, 我都会往外看. Và mỗi ngày trên xe buýt thì tôi đều nhìn ra ngoài. 很多汽车. Rất là nhiều xe hơi. 你们骑机车的时候有没有看很多车经过? Và khi các bạn đi thì các bạn có thấy là rất nhiều xe hơi chạy trên đường mà. 你们坐巴士车的时候有没有看到很多车经过? Các bạn đi xe buýt có thấy nhiều xe hơi không ạ? 那你看到很多车经过的时候有没有敢想? Và khi bạn thấy nhiều xe như vậy bạn có dám nghĩ? 我每次看到很多车经过的时候我就很生气. Và mỗi lần tôi thấy nhiều xe như vậy thì tôi cảm thấy hơi bực bực. 又一部车过了. Có một chiếc xe vừa chạy qua. 又一部车过了. Lại một chiếc nữa. 这么多车, nhiều xe như vậy. 为什么没有一部是我的? Tại sao không có một chiếc xe của mình? Vì sao nhiều xe như vậy mà mình lại không có xe? 所以我就告诉我自己, 我要买车. Vì vậy tôi nói với chính mình tôi muốn mua xe. 要买车就有一种方法赚钱. Cái cách nào để có thể mua xe? Kiếm tiền thôi. 所以当我加入安利的时候，我很珍惜这个事业。为什么？因为我真的有一个动机，就是我抓住这个机会，我想透过安利赚钱来实现我的梦想。 Và vì vậy khi mà tham gia sự nghiệp của Amway, tôi hiểu được rằng đây là một cái cơ hội tôi nắm bắt thì tôi có thể kiếm được nhiều tiền và thực hiện được ước mơ của chính mình. 而且你知道吗？我做到12%的时候，我就把工作辞掉了。 Các bạn biết không? Khi tôi làm được 12% là tôi nghỉ cái công việc của mình. 全职做安利. Và tôi toàn tâm toàn ý làm Amway. 因为 当我做到12%的时候，我发觉到原来安利是我自己的一个事业。 Và khi tôi làm được 12% thì bản thân tôi phát hiện ra một điều, Amway là sự nghiệp của chính bản thân mình. 老实讲一句话，我不是很喜欢替人家工作。 Mà nói thật ra thì tôi cũng không muốn đi làm cho người khác. 我不大喜欢被人家控制我的时间。 Tôi cũng không muốn người khác khống chế cái thời gian của chính mình. 我不大喜欢9点上班打卡。 点下班写报告. Tôi cũng không muốn là 9 giờ đi làm xoa thẻ và 6 giờ 8 giờ lại về nhà viết báo cáo. 我喜欢自己定自己的目标，规划我自己的进度. Tôi muốn là bản thân mình đặt ra cái kế hoạch của, cho chính mình và tiến bộ. 所以当我明白安利是我自己的一个事业的时候，是我自己的生意的时候， 当我知道我自己可以成为一个老板的时候， 我就把我的工作辞掉，全部投入安利这个事。 Và khi tôi hiểu rằng Amway là sự nghiệp của chính mình và cái sự nghiệp này có thể giúp cho mình làm chủ, lúc đấy tôi nghỉ cái công việc của mình. 因为我发觉到安利可以让我白手起家。 Và lúc đó tôi hiểu rõ một điều rằng cái cơ hội của Amway giúp cho những người tay trắng có thể thành công. Và khi có động cơ rồi thì cái tốc độ nó rất là nhanh. Vậy cô ấy,
你自己找到一个动机，帮你的新人找到一个动机。 Các bạn ơi, hãy tìm cái động cơ cho chính bản thân mình và giúp những người bạn của mình tìm được cái động cơ. 当他找到动机，当他真正觉得安利是值得他做的时候，你放心，你就算不打电话给他，他都会打电话找你。 Các bạn yên tâm, khi họ có động cơ rồi, không cần họ, bạn gọi điện cho họ mà họ tự gọi điện cho bạn. 我们有一个非常成功的一个downline, Mr. Line. Tôi có một cái tuyến dưới rất là thành công, đó là Mr. Line. Anh ấy là ông chủ của 3-4 công ty. Rất là nhiều tiền, không có cần tiền nữa. Ở đây có rất nhiều tuyến dưới của anh ấy, hãy cảm ơn anh ấy. Thực ra là tôi cũng không biết là cái động cơ của anh ấy làm mang quay là gì. Có thể là giúp tuyến dưới của mình hoặc là cái lý do khác tôi cũng không biết. Các bạn tí nữa có thể hỏi anh ấy. Tôi告诉你，一定有一个因素感动了他，否则的话他不会那么的这个用心去投入安利这个事业。 Tôi tin rằng phải có một cái yếu tố gì đó làm anh ấy cảm động, chứ không đơn giản gì mà anh ấy đầu tư vào sự nghiệp của Amway này. Có rất nhiều người nói rằng nhiều tiền rồi không có cần làm Amway. Khi mà tôi mới làm Amway, tôi phát hiện Dr. Jerry có một tuyến dưới có rất là nhiều tiền. Khai Rolls Royce, anh khai hội đi xe ô tô xin để đến hội họp. Không phải cô ấy lái, coi như là tài xế lái. Rolls Royce, nếu chỉ có những Rolls Royce. Cái xe đấy Việt Nam mình gọi là gì ạ? Cũng Rolls Royce luôn à? Thì có bao nhiêu người có cái loại xe này? Đúng mà. Rolls Royce là gì? Rolls Royce. Hồ Chí Minh có mấy bộ Rolls Royce? Ở Hồ Chí Minh thì có mấy cái xe Rolls Royce à? Không多. Không nhiều đúng không ạ? 32年前在马来西亚没有几部 Rolls Royce. Các bạn biết không, 32 năm về trước ở Malaysia cũng không có nhiều xe loại này. Cái xe này đắt lắm. Và rất là tự do. Tốn dầu. OK. Khi送货送那个SAA给他的customer的时候. Và khi mà cô ấy đem hàng hóa cho khách hàng của mình, các bạn nhìn tôi biết sao hả? Và người bạn thì cười cô ấy. Ê, đi xong đặt bao SAS để của xe dầu chuyển được cổ. Tức là anh đem cho tôi hai bình SA8 đúng không ạ? Thì cái tiền đổ xăng không đủ. Nhưng mà cô ấy rất thích ăn quay. Nhất định là phải có cái nguyên nhân đúng không? Có một lần tôi hỏi cô ấy là vì sao mà lại làm Amway. Tôi có thể cho tiền cho một vài người. Và tôi nghĩ rằng đây không phải là một cái phương pháp tốt. Đừng có cho người ta con cá và hãy dạy cách cầu cá. Và cô ấy nghĩ rằng là Amway là một cái cơ hội có thể đem đến cho nhiều người. Vì vậy lý do của cô ấy làm Amway. Các bạn hãy tin tôi, nếu mà một ngày nào đó bạn phát hiện ra được cái đạo lý này thì Amway sẽ không khó làm nữa. 因为每一个人发自内心一定有某些东西他很想要的.
Amway coi như là phát từ trái tim, từ trong trái tim của mỗi con người, nhất định nó phải có một cái điều gì đó mà chúng ta. Nếu có thể giúp đỡ anh, giúp đỡ những người bạn giới thiệu, để anh ấy hiểu rằng công việc này là đáng để anh ấy làm. Nếu anh ấy có thể thực sự tìm được một động cơ, tôi sẽ nói với anh rằng dây này sẽ rất dễ đứt dây. Cho nên chúng ta hãy giúp cho những người bạn của mình, những người mới gia nhập hiểu được cái giá trị của Amway và họ có một động cơ thì điều này rất là đơn giản. Vậy đây là thành công của thứ hai bước. Và đó là cái thành công ở bước thứ hai. Thứ ba cái bước là, nhiều người làm案例, không hiểu phương pháp, loạn làm. Cái thứ ba là rất là nhiều người làm Amway mà không biết phương pháp, làm tùm lum tùm la. Nhiều người, một下子跑 Hanoi, một 下子跑，我又忘记了这个。越南啊，岘港、安镇啊，一下子去这个地方，一下子去那个地方，然后呢，东奔西跑，南征北讨，花了很多的时间，结果到头来一事无成。có rất là nhiều người vào Nam ra Bắc, Hà Nội, Đà Nẵng, đi tới đi lui, nhưng mà lại không có cái kết quả gì. Vậy, 我认为哦，规划非常的重要。các bạn à, tôi nghĩ rằng kế hoạch rất là quan trọng. 做任何一件事情都一定要有个计划。làm bất kỳ một việc gì đều phải có kế hoạch. 对，真有。你们有没有做一个计划？các bạn ơi, các bạn có kế hoạch không ạ? 如果你做案例是没有计划的。nếu các bạn làm Amway mà không có kế hoạch. 我觉得你成功的机会是很少。tôi cảm thấy là cái cơ hội thành công nó rất là ít.你要找你的 upline， 好好的跟他坐下来，拟定一个作战的计划。các bạn ơi， hãy tìm tuyến trên của mình và lập ra một cái kế hoạch。做任何一件事情，一定要有一套计划。làm bất kỳ một việc gì đều có một cái kế hoạch。一定要有一个蓝图。đều có cái tiền đồ。盖栋房子要不要有一个计划？xây dựng một cái ngôi nhà thì có kế hoạch không ạ？要吗？我想要盖房子就盖房子。cũng không thể là bạn muốn xây nhà là xây. 我最近在这个吉隆坡买了一块地。và ở Colombia tôi đã mua một miếng đất. 我想盖栋房子给我爸爸妈妈住。tôi muốn xây một ngôi nhà cho ba mẹ của mình. 我会不会盖房子？ tôi có biết xây nhà không ạ？ 不会。à, tôi không biết. 那怎么办？ làm sao bây giờ？ 你告诉我。我要怎么样才能够盖我要的房子？các bạn hãy nói tôi cho tôi biết rằng làm như thế nào để tôi có thể xây nhà. 用什么方法？cái phương pháp nào ạ？ 找建筑师。对 ，I need an architect. Alright, if I want to build a house, I need an architect. 我要建那个房子，我一定需要一个建筑师，对吗？khi mà chúng ta muốn xây nhà chúng ta phải tìm một kiến trúc sư có đúng không? Thế tôi chỉ tìm được một kiến trúc sư. Và lúc đó là tôi đi tìm một kiến trúc sư. Hãy theo xem mang một bản cái thủ họa ra lại mà. Và lúc đó là sẽ vẽ ra cái mảnh đất. Tôi muốn chỉ cái phòng trên. À, vẽ trên cái mảnh đất là cần bao nhiêu phòng? Tôi muốn cái cái hồ bơi. Có cần hồ bơi hay không? Tôi muốn cái mấy tầng lầu. Mấy tầng? Cái gì? Kiến trúc sư, anh hiểu không? cái người kiến trúc sư này hiểu. và anh ấy hỏi tôi cần cái này cần cái kia và giúp tôi quy hoạch. kiến trúc sư rất là giỏi. kiến trúc sư rất là giỏi. thiên thiên đang mang người ta xây dựng nhà cửa. ngày ngày giúp người khác xây dựng. đúng không? nhà cửa đúng không ạ? các bạn Hồ Chí Minh, cái này, ngoài bên có rất nhiều nhà mới được xây dựng. ở thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều nhà mới mọc lên có đúng không ạ? tôi nghe nói Hồ Chí Minh muốn xây dựng Á Châu thứ hai cao nhất đại lầu rồi. Tôi nghe là ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây một cái ngôi nhà lầu mà cao thứ hai ở châu Á. Vậy kiến trúc sư có kinh nghiệm, họ biết được cách xây một tòa nhà, nhưng họ phải trước tiên phải vẽ tòa nhà ra, phải có kế hoạch. Cho nên kiến trúc sư là người hiểu được muốn thiết kế và xây dựng một ngôi nhà thì phải có những cái kế hoạch. 所以各位伙伴，我觉得你们一定要先有一个计划，如何来规划你的案例事业。vì vậy tôi nghĩ rằng các bạn phải có một cái kế hoạch làm như thế nào để làm Amway。你们都很新，
Các bạn rất là mới, có thể là không biết làm thế nào để quy hoạch lại ngành kinh doanh của mình. 一定要请你的领导人，那些有经验的人，就好像刚才我所讲的，盖房子要找一个architect，他来帮你规划。Tôi nói với các bạn rằng các bạn sẽ tìm người tiến trên của mình, giống như mình muốn xây một ngôi nhà thì tìm người có kinh nghiệm là kiến trúc sư để lên kế hoạch. 如果你要帮助你的新人, nếu bạn muốn giúp đỡ người bạn mới của mình, 记住非常重要的，帮助他规划他如何展开他的案例事业。 Hãy nhớ, hãy giúp họ làm như thế nào, lên kế hoạch để phát triển Amway. 如果你不懂, 请你的 Amway 帮你的 忙。 Nếu mà bạn không hiểu thì nhờ người tiến trên của mình giúp mình. 有了规划之后就容易很多了的过。 Có kế hoạch thì nó dễ hơn rất là nhiều. 有了规划之后你就可以进入第四个步骤。 Nếu mà có kế hoạch rồi thì chúng ta sẽ bước theo bước thứ tư. 第四个步骤吗? 你就必须要把你要推荐跟销售的对象 列一个名单. Cái bước thứ tư chúng ta phải làm gì? Đó là liệt kê một danh sách những cái người mà bạn muốn chia sẻ sản phẩm, muốn bảo trợ. 列的越多越好. Liệt ra danh sách càng nhiều càng tốt. 把你所有的朋友, tất cả những bạn bè, hàng xóm, người thân, bạn học, 一个一个给列下来. Bạn đồng nghiệp, từng người viết ra. 有了对象之后, khi có đối tượng rồi, 可以进入第五个步骤. Chúng ta sẽ đi vào bước thứ năm. 第五个步骤, 不是马上叫他销售推荐. Bước thứ năm không phải là lập tức kêu người ta đi chia sẻ sản phẩm là bảo trợ. 我觉得我们很多新人很容易碰钉子. Tôi nghĩ rằng rất là nhiều người mới sẽ gặp đinh. 很多新人很容易失败. Rất nhiều người mới sẽ bị thất bại. 因为很多新人他没有做好准备，他就开始了。 Vì rất nhiều người mới chưa chuẩn bị tốt mà đã bắt đầu. 各位，我觉得我们要帮助我们的伙伴，就是要先帮他做好准备。 Và tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta giúp cho những người bạn mới của chúng ta đó là chuẩn bị. 我觉得做任何一件事情都必须要充分的准备。 Và tôi nghĩ rằng làm bất kỳ một việc gì thì cái sự chuẩn bị chu đáo cũng rất là quan trọng. 你如果想要爬山的话，你要不要先做准备？ Khi mà muốn leo núi thì bạn có phải chuẩn bị trước không ạ? 你不能够说我穿高跟鞋去爬山。 Bạn không thể nói với tôi rằng tôi có thể đi giày cao gót mà leo núi. 不跌倒才怪。 Không ngã thì mới là hay ạ. 所以我觉得做任何事情都一定要做一个准备。 Cho nên làm bất cứ việc gì thì chúng ta phải có cái sự chuẩn bị. 所以各位伙伴，各位新人，如果今天你真的想要在安利斯里面成功的话，我给你的建议就是你一定要来跟你的领导人学。 Cho nên ngày hôm nay chúng ta muốn thành công, các bạn nhất định phải gặp những cái người lãnh đạo của mình để học tập. 我们很多人都说，哎呀，我不会做安利。 Có rất nhiều người nói rằng à, tôi không biết làm Amway. 很多人说我没有信心。 Có nhiều người nói rằng tôi không có tự tin. 很多人说我没有什么 背景学历, tôi không có học lực, không có cái bối cảnh. 我告诉你，很多人在ABC里面成功，不是因为他有什么背景学历，或者他口才很好。 Tôi nói với các bạn rằng ở trong sự nghiệp Amway đã có rất nhiều người thành công, không phải là có tài ăn nói, hay là có học lực, hoặc là có cái bối cảnh tốt. 很多人在ABC里面成功都是普普通通的人。 Có rất nhiều người thành công trong Amway rất là phổ thông. 他们之所以成功，是因为他们懂得 họ thành công trong Amway bởi vì họ hiểu được vận dụng cái công cụ. 反而我们有很多人以为自己的口才很好. Thực ra thì cũng có nhiều người có tài ăn nói. 然后不断的去讲，不断的去这一个自己大胆独斗. À, coi như là không ngừng đi nói về cái cơ hội này. 各位，如果做安利要用口才. Các bạn ơi, nếu mà làm Amway dựa vào cái tài ăn nói. 一定要很高的学历. Hoặc là có học lực cao. 一定要有很大的背景, hoặc là có cái bối cảnh tốt. 如果你有这种想法的话, 你安利做不到. Nếu mà bạn có cách nghĩ như vậy thì bạn sẽ không làm được Amway. 我觉得最重要的是我们要找出一个方法是每一个人都可以做的. Chúng ta hãy tìm ra một cái phương pháp mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. 没有口才也可以做. Không có tài ăn nói cũng làm được. 没有什么学历也可以做. Không có học lực cũng có thể làm được. 没有什么背景也可以做. Cái bối cảnh như thế nào cũng có thể làm được. 所以假设你有一套方法是家庭主妇也能够做. Nếu bạn có cái phương pháp để cho người phụ nữ nội trợ gia đình có thể làm.
没有什么资本的一些刚刚毕业的年轻人学生也可以做. Những sinh viên mới ra trường tiền trong túi không có cũng có thể làm. 这个那种方法才是好的方法, 你说是吧? Tôi nghĩ rằng cái phương pháp đấy mới là phương pháp tốt, có đúng không ạ? Nếu mà các bạn nghĩ rằng có nhiều người như Mr. Lai hoặc là những nhiều người có trình độ, có sự chuyên nghiệp mới làm được thì các bạn sẽ không thể làm lớn được. Các bạn ơi, ở trong Amway muốn thành công thì không nên chiến đấu một mình. Ok. 成功，我觉得我们要懂得借力使力. Chúng ta phải hiểu được, phải biết cách mượn thực lực của người khác. 我们要懂得应用方法，别人的力量来帮助我们. Chúng ta phải biết ứng dụng sức mạnh của người khác để giúp đỡ mình. OK, 如果只是靠自己很会讲，然后靠自己很努力，努力很重要。可是我觉得，如果只是用自己的方法，然后单打独斗的话，就算你成功，很辛苦。 Các bạn biết không, nếu mà chỉ dựa vào cái sự nỗ lực của chính mình, nhưng mà thực ra sự nỗ lực rất là quan trọng, và bản thân mình một mình chiến đấu thì tôi nghĩ rằng nó rất là cực khổ. 很多人花80%的精力，80%的时间。 结果得到20%的结果. Có rất là nhiều người tiêu tốn đến 80% sức lực và thời gian, nhưng mà thành tích đạt được chỉ có 20% mà thôi. Okay. 我觉得聪明的人是要用 20%的努力, 精力, 时间, 希望能够得到 80%的成果. Tôi nghĩ rằng những người thông minh chỉ cần tiêu tốn 20% sức lực và thời gian và đạt được cái thành tích là 80%. 我来做一个示范好不好? Tôi ở đây làm một cái thí nghiệm có được không ạ? 我要找一个比较瘦小的女孩子. Tôi muốn tìm một bạn gái mà bé mà gầy. 比较瘦小的女孩子. 好来，来来来来来， 你比较瘦小的， 来先给她一个掌声鼓励鼓励。 要不掌声拍手给我。 我再来找一个男生，男生是啊 average size， 就是这个不是太大只，不是太小只的男生。 Tôi muốn tìm một anh bạn trai cũng không to mà cũng không nhỏ, vừa vừa. OK, alright. Think you are small size. Bigger size than this one. Bigger size. Bigger size. Một người như là nhỏ. I think you are bigger size. Are you bigger size than me? Yeah, okay, not that bad. I think about the same. But anyway, okay, alright. I want the bigger size man here. Tôi tìm một người bạn trai mà vạm vỡ to. Anh Hải đăng ký đi ạ. 有没有最大只的? Anh Hải có thể lên ạ. Are you sure you are the biggest? Not bad, yeah. 够大只了。来。 Okay, yeah. Sorry. 来，在这里哈。来，三个哈。八个呀。 Okay, 假设 I want borrow your imagination. 我用你们的那个想象力啊。 Các bạn hãy tưởng tượng xem. Okay. 你们想象一下，假设他们是站在这个泥巴上。 泥土, 泥土. Họ đang đứng ở trên một cái vũng bùn. OK. Đúng吗? 泥土, OK. 现在我们来个比赛. Và bây giờ chúng ta hãy thi đấu. 挖洞比赛. Chúng ta sẽ xúc bùn lên. 把那个泥土挖出来. Sẽ xúc bùn, ba người thi xúc bùn. 你觉得他们三个谁会是冠军? Các bạn ở đây hãy tưởng tượng xem trong ba người này ai sẽ là người chiến thắng.
Who will be the champion if you know? Ba người thi xúc bùn và ba người như thế này thì theo các bạn ai là người chiến thắng à? Anh Hải đúng không ạ? Say with the earth. Ai là người đứng nhì ạ? You can the second. Between. So. Right. Cô bé này thì gầy nhất cho nên là thành tích thấp nhất. Anh Huy, giáo sư giải thích qua, sấy là chi đi ta, sấy cái qua đầm tổng giao sân mà, đúng không? Thực ra là ai mà sức mạnh thì có thể xúc được nhiều, đúng không ạ? You agree? Có đúng không ạ? Okay. Các bạn biết không, nếu mà dùng tay để xúc thì đúng là anh Hải này là đúng nhất. Giả sử, nếu mà họ có thể dùng công cụ thì giả sử như là họ có thể dùng công cụ. Giả sử họ dùng thủ thủ, shaver, thủ thủ. À, có. Nếu như mà anh thứ hai là dùng cái cuốc để mà đào. Thủ thủ đúng không? Cuốc. Cuốc. Ok. Hai dùng cuốc. Anh ấy dùng cuốc. Hai dùng cái thủy thủ chi quay sổ. Tức là cái chị này thì dùng sẽ máy xúc. Bulldozer. Máy xúc ạ? À, nghe nói mà sao chẳng? Máy xúc. Máy xúc. She drive máy xúc. Cô ấy dùng công cụ là máy xúc. Cuốc. Cuốc. Tay. À, dùng sổ. Dùng tay. Xin hỏi, who will be the champion? Sẽ là quán chín. Thử hỏi xem là nếu mà có công cụ như vậy thì ai sẽ đứng nhất à? Ok. Cô bé này sẽ là đứng nhất. Đúng không ạ? Chắc hai sư nhà tin rồi. Và đứng thứ hai sẽ là anh này. Sẽ là thật tuy hồ lỡ. Và anh Hải là đứng thứ ba. Anh ấy tham mê công chỉ. Bởi vì anh ấy không có công cụ. Đúng mà. Có đúng không ạ? Chào mừng chào xin, kéo mấy trang sách của đi. À, mời các bạn về chỗ và dành một trang có tay nhiệt liệt để cảm ơn ạ. OK, 所以各位朋友，你一定要记住这个道理。 我们要成功，我们要懂得借力使力。 Các bạn ơi, chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Chúng ta phải mượn thực lực. 最好的方法就是借用你的团队的力量，借用你的这一个中心的力量，借用你的领导人的力量。 Cái phương pháp tốt nhất là chúng ta hãy vận dụng cái sức mạnh của đồng đội, sức mạnh của nhà lãnh đạo, sức mạnh của hội nghị. OK, 我等一下晚上还有另外一个 training， 我要教你们的领导人如何用更好的方法在阿迪斯里面成功。 Buổi tối nay sẽ có một buổi huấn luyện những người lãnh đạo cái phương pháp tốt nhất để có thể. 所以各位，我觉得如果你懂得借用力量的话，你的速度一定会非常的快。 Nếu các bạn hiểu được chúng ta mượn sức mạnh của đồng đội thì cái tốc độ sẽ rất là nhanh. 所以非常重要的就是你要参加我们办的一些培训会，去学习如何借力使力。 Cho nên chúng ta phải tham gia những cái hội họp làm như thế nào để mượn thực lực sức mạnh của. 所以做好了准备，接受一些训练，有一些工具来帮助你，我觉得这样你的发展的速度会快很多。 Và tham gia những cái lớp huấn luyện làm như thế nào để chuẩn bị tốt công cụ tốt thì chúng ta sẽ phát triển rất nhanh. 做好了准备之后，你才开始进入第六个步骤。第六个步骤就可以开始做销售和推荐了。 Và khi chúng ta chuẩn bị tốt rồi thì chúng ta sẽ bước vào bước thứ 6, đó là chia sẻ sản phẩm và bảo trợ. Đương là, sự mỗi người bạn sở giao thụ thành công đó, hoặc là sự推荐成功的都会把这个事业给建立起来。Không phải là khi chúng ta bán hàng thành công hoặc là bảo trợ thành công chúng ta có thể xây dựng sự nghiệp này. 不过如果你懂得刚才我所教你的这一些步骤的话，nhưng mà nếu các bạn hiểu được từng bước từ nãy đến giờ tôi dạy các bạn, 你所推荐到的每一个伙伴，你推荐到的每一个新人。Những người bạn mới mà bạn bảo trợ được. Vì tên lô cô băng chú thang chiên đi xin xin băng chú thang cháu tao cho an định được tổng chí. Hãy xây dựng cho những người bạn mới mình cái niềm tin và tìm được cái động cơ. Cô chiến là, cô sử dụng sang xin, chỉ yêu nì được xin lần, ha yếu xin xin, ha yếu tổng chí, ha ý định quý cho an định. Tôi tin rằng người bạn mới của chúng ta nếu có niềm tin, có động cơ thì nhất định họ sẽ làm an quanh. Cô cao xong thì chưa xong thì phang chí, thì bú cho an định. 你的新人他都要做阿里，因为他找到动机，因为他相信。
Các bạn biết không, nếu mà các bạn có bỏ không làm Amway nữa, nhưng mà người đó vẫn làm bởi vì người đấy có niềm tin và có động cơ. Nếu không ngừng bảo trợ người khác, thì nhất định là không tìm được những người thật sự muốn làm Amway. Các bạn không ngừng bảo trợ người khác thì các bạn sẽ tìm được người thực sự muốn làm Amway. Và nhớ, khi giới thiệu được người thì bạn phải giúp họ giới thiệu thêm nhiều người mới vào Amway. Và hãy nhớ, nếu mà bạn bảo trợ được người ta rồi thì hãy giúp người ta giới thiệu được nhiều người khác nữa. 所以第六个步骤是深入发展，往下扎根。 Và cái bước tiếp theo rất là quan trọng, phát triển mạng lưới đi sâu xuống dưới. Ôi, 当你用这个模式的时候，你一定会找到那些真正要做安利的人。 Và nếu các bạn dùng phương pháp này thì các bạn sẽ tìm được những người thực sự muốn kinh doanh hàng ngoài. 所以第七个步骤是往下扎根，寻找领导人。 Và cái bước tiếp theo đó là phát triển mạng lưới đi sâu xuống dưới và tìm ra người lãnh đạo. 找到了好的领导人之后，就进入第八个步骤。 Tìm ra người lãnh đạo tốt rồi thì chúng ta bước vào bước thứ tám. 第八个步骤就是把这成功八步棋交给这个领导人。 Cái bước thứ tám là hãy truyền tám bước thành công này lại cho người lãnh đạo này. So, step number 8 is to transfer leadership to your leader. 把领导能力转移给你的领导人。 Bước thứ 8 đó là truyền năng lực lãnh đạo cho những cái người mà lãnh đạo bạn mới tìm ra. 各位，只要你照做这八个步骤去做的话， chỉ cần bạn làm theo 8 bước như thế này, 你一定会找到真正好的领导人。 Nhất định bạn sẽ tìm được người lãnh đạo thực sự giỏi. 你的领导人未必是你亲自推荐的人。 Cái người lãnh đạo chưa chắc là người mà bạn trực tiếp bảo trợ. 就好像我的导赖 Paul, Washing, Adam Chan 等等，他们都不是我亲自推荐的。 Giống như là những nhà lãnh đạo ngồi đây, Paul hoặc là Adam Chan, họ không phải là người trực tiếp cho tôi bảo trợ. Cũng không biết là ở dưới tầng thứ mấy nữa. Ok, 只要你找到领导人，他成功， 就代表你成功。 Chỉ cần bạn tìm người được người lãnh đạo, họ thành công, bạn thành công. 各位, 做安利不是你多么的厉害。 Làm Amway không phải là vì bạn, chính bản thân mình là tài giỏi, 而是你找到真正要做安利的人。 Mà là bạn tìm được những người thực sự muốn làm Amway, 启发他们，帮助他们， 让他们也能够在安利事业里成功。 khởi phát họ, giúp đỡ họ trong sự nghiệp Amway thành công. 你的下线成功， 你才能够成功。 Tuyến dưới của các bạn thành công, bạn mới thành công. Amway is a you first business. 这是一个你先成功， 我才能够得到好处的一个事业来的。 Sự nghiệp của Amway là sự nghiệp trước tiên bạn thành công thì lúc đó tôi mới thành công. Các bạn, các bạn ơi, các bạn Amway ơi, 只要记住, chỉ cần nhớ, 我们的责任就是帮忙我们的朋友在安利事业里面成功。 Nhiệm vụ của chúng ta là giúp người bạn của chúng ta thành công trong sự nghiệp của Amway. 你们的这些钻石，你们前排的这些弟弟， 他们之所以成功，也是因为他们帮助了很多人成功。 Những nhà lãnh đạo quốc tế ngồi hàng đầu tiên, họ đã thành công bởi vì họ đã giúp đỡ được rất nhiều người thành công. 我相信只要你愿意， tôi tin rằng chỉ cần bạn đồng ý, 去帮助更多的人成功， đi giúp đỡ nhiều người khác thành công, 你很快， bạn rất nhanh, 也一定能够成功， sẽ thành công. 越南是一个在成长的一个市场来的。 Amway Việt Nam đang trong quá trình phát triển. 速度会越来越快。 Tốc độ càng ngày càng nhanh. 我记得我两年前来的时候， tôi nhớ là 2 năm trước tôi đến đây. 还没有看到 21%的领导人。 Vẫn chưa nhìn thấy 21%. 是，我告诉你，今天越南已经有超过300， 超过300 platinum，不是21%，300副的 platinum。Và sau 2 năm,
Việt Nam của chúng ta cho đến thời điểm này đã có trên 300 Latino, không phải là 21% nhé. Chỉ có 5 cái đại môn rồi. Và đã có 5 kim cương. Nhưng tôi nói với bạn, hai mê yêu khai sử. Nhưng tôi nói với các bạn rằng vẫn chưa bắt đầu. This is just the beginning. Thái căng căng khai sử ơi. Mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Malaysia chỉ có 2000 多万的人口. Malaysia chỉ có hơn 20 mấy triệu dân. 我们已经有很多 double diamond, triple diamond, crown ambassador. Ở Malaysia đã có nhiều double diamond, triple diamond, crown ambassador. 我有一个下线 Stephen Lim, 今年就会上 crown ambassador. Tôi có một cái tuyến dưới là Stephen Lim, năm nay sẽ lên crown ambassador. Việt Nam, 还没有任何一个人做到 double diamond. Ở Việt Nam chưa có ai đạt được double diamond. 没有 triple diamond. Cũng chưa có triple diamond. 没有 crown. Chưa có crown. 没有 crown ambassador. Chưa có crown ambassador. 如果马来西亚两千多万的人口能够有那么多 double, triple, crown ambassador 的话，我相信越南很快就会有。Ở Malaysia chỉ có 20 mấy triệu dân mà đã có double diamond, triple diamond và rất nhiều crown. Thì tôi tin rằng ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều thành công ở mức độ như vậy. Việt Nam có bao nhiêu nhân khẩu ạ? Có phải là 90 triệu không ạ? Bị Malaysia ta là hơn tổ bình. Tức là gấp Malaysia đến rất là nhiều lần. Tôi tin rằng rất nhanh sẽ Việt Nam sẽ vượt qua Malaysia. Tôi tin rằng Việt Nam rất nhanh sẽ vượt qua Malaysia. Và tương lai sẽ có nhiều double, triple crown ambassador tại Việt Nam xuất hiện. Tương lai ở Việt Nam mình sẽ xuất hiện rất nhiều double diamond và triple diamond. Tôi hy vọng là bạn. 或者是你 tôi hy vọng là bạn hay là bạn 相信只要你愿意真的可能就是你 tôi tin rằng nếu mà bạn nguyện ý thì nhất định chính là bạn. 9月4号5号你们这里听得懂这个华语的举手一下。For those who are Mandarin. Ở đây có ai nghe và hiểu tiếng Trung không ạ? Có thể giơ tay ạ. OK. 9月4号5号我会在马来西亚讲一堂课。Ngày 4 và ngày 5 tháng 9 ở Malaysia tôi có một cái khóa học. 如果你刚好经过的话，欢迎你来参加。Nếu mà các bạn có thể tham gia thì rất là hoan nghênh. 所以最后祝福你们健康、快乐、安利事业。成功，再见。và cuối cùng xin chúc các bạn sức khỏe, vui vẻ và thành công trong sự nghiệp bao vây. Tạm biệt. Trình Tam Văn Trang, lão sư, tên Little Paul, Double Diamond, tên Little Lee, Trình Tam Văn, Trình Tam Văn Sang. Xin các bạn hãy cùng đứng dậy và các bạn vỗ tay để cảm ơn thầy Vu đã nhiệt tình chỉ dẫn chúng ta. Thank you.
của chúng ta.